50 con bán hết rồi. Vậy hả? Dạ. Ở đây đang có hút thỏ không em? Dạ còn hút á. Ừ. Từ lâu lâu này cũng được con 2 con. Rồi xin chào các bạn nghe. Hôm nay mình đi Gia Lai. Mình có ghé thăm thằng em nó nuôi thỏ ở Gia Lai. Ở đây là Đắk Lắk. À lộn, biết rồi, nhưng mà mới về xuống Đắk Lắk, vừa qua cầu Trăm Mười qua phải không? Dạ. Thế ở đây là EA Lem mà xã gì ấy? Xã EA Lem luôn. Xã EA Lem luôn. Km 100 chạy tầm hơn lúc nông chạy lên là tầm 10 cây số nữa là tới chợ Chư Phả. À ngay chợ Chư Phả. Anh em nào mà có cần mua thỏ giống hay thỏ thịt gì ấy thì liên hệ với em Trường. Có gì để mình để số điện thoại em Trường lên ở chợ Chư Phả, xã EA Lem nha. Thỏ con em mới tắt ra. Thế hả? Còn lúc nay em cả trăm con luôn, bán bữa giờ bán hết mấy chục con. Thỏ con này cũng chưa đẹp mấy. Dạ chưa đẹp lắm. Ráng chăm cho nó to nữa chứ bao nhiêu tách là nó nhỏ quá. Dạ. Thỏ của anh tách gần gấp đôi con này luôn á. Thỏ là tách con năm thấu lại. Ừ. Mấy bài bà này bà gì mà to đụng vậy, cá luôn hả? Dạ cá, chuẩn bị đẻ. Con này cũng bị ấy chứ là cái đẻ luôn. Nó bị gì? Như bị con đực nhảy á. À đẻ, nhỏ quá. Đẻ được 5 con. Ủa em hứng cái gì ở đây Trường? Dạ. Ở dưới đó em lót cái bạc á hả? Dạ. Lót cái bạc luôn cho nó khỏi con đường xi măng. À lót con bạc rồi em xả nước luôn. Xả nước rồi chứ mà xả nước đầu trên mình lấy chổi mình luôn. Ừ, đây hai tầng luôn ha. Mai mốt em làm nhựa cứng hết. Em mua cái thằng cái gì quên chưa? Alo á. Alo mà em ở đây em vòng tấm hai em kiếm cái mà không có. Em muốn có. Dạ. Anh chỉ cho em hỏi mấy cái thằng làm Decan. Dạ. Làm báo hiệu á. Dạ. Thì em nói là em cần mua một vài tấm để em về em làm trại thỏ, làm nó chỉ cho. Tại vì mấy thằng Decan bản hiệu thì chắc chắn nó phải cần alo. Hồi lúc em cũng hỏi cũng không có luôn. Chứ em hỏi nó mua ở đâu? Em còn cho biết nữa. Em nói ra chỗ dán Decan á, hỏi tấm alo này anh mua đâu chuyện cho em mua với để về làm đồ hưng phân thỏ đồ á mà. Ờ. Ủa cái cám em ép là em ép bắp với ép gì vậy chứ? Ép bắp với lại bánh dầu. Lúa. Ừ, lại vitamin này, vitamin kia nữa. Ừ, ăn ngon sao em bỏ gì mà máng gì ăn hết vậy mới cho ăn à? Rồi con này thì em đang thúc cho nó. Cho mập hả? Rồi cho nó mập luôn. Bữa nay 40 nái hả? Đây là bà đực hả? Dạ đây đực, con bị đẻ luôn. Bà đực mà. Đực cu vậy. Mấy bà lai kali nữa nè. Ngay em tính là ấy thỏ trắng hết, còn nó cũng cái nhiều thỏ trắng lắm. Thỏ cái nhiều trắng lắm. Thì thỏ nào cũng được, bây giờ quan trọng là nó to con nó lớn là được, lớn nhanh là chơi thôi. Thỏ trắng thấy làm thịt nó đẹp, nó mua. Hồi xưa này em mua lòng của ai ta? Ở Buôn Ma Thuột á. Buôn Ma Thuột. 16 tỉnh. Buôn Ma Thuột chắc là của Hải Chiến Hồng Kẹm. Ừ, Hải Chiến Hồng Kẹm. Bà này răng dày thằng lon này, bấm cho bà cái để bà ăn. Em hồi lúc em nhổ á. Thôi nhổ nó sao nó ăn được cha? Nhổ nó ăn lại hồi lúc nó mọc ra 2-3 cái dài đồng lòn luôn á. Ý là đừng có nhổ mà bám sát để cho nó còn cái đồ nó gặm chứ em nhổ cái thời gian mà nó mọc lại. Rồi nó không ăn được nó đó thì sao? Nó nhổ em tiêm mũi B12 nữa là nó khỏe luôn. Răng dài quá dài. Lấy kìm, cái tìm mà kìm bấm móng chân mà nè. Dạ. Mà kìm á, ừ bấm. Dạ. Đây chuẩn bị thỏ thịt ra nhiều nè. Anh em nào có ở khu vực Đắk Lắk, ở khu vực huyện EA Lem ở ngay chợ Chư Phả phải không? Dạ chợ Chư Phả cách cầu Trăm Mười 10 cây. Cách cầu Trăm Mười 1 cây hả? 10 cây số. Thì liên hệ với em Trường này. Số điện thoại em, số máy anh đọc ngay thử coi. Dạ 0337992641. Ừ. Dạ. Có gì để anh để chỉnh video đó rồi. Anh em nào biết ở khu vực này thì mua. Bên dưới này nái hết hả? Dạ nái hết. Ừ. Bên đó là em chưa có cho phối con nào hết. Nhỏ mà. Dạ con nhỏ. Nói này còn nhỏ xíu, phải 3kg, 3kg mấy phối mới ngon. Dạ. Chứ còn mà nhỏ vậy em phối lứa đầu là nó trật lắc hết, nó dạ. Nuôi dở lắm. Dạ. Ở đây thỏ thịt được nhiêu ký em? Dạ thỏ thịt 80. Đó là bán lẻ không? Hay là mình bán lẻ thôi hay là mình bán lẻ thôi chứ. Chứ còn mình anh em lái là có cần mua 10, 15 con thì giá nó khác chứ. Dạ. Chắc mềm hơn, chắc 75 quá, hay 70. 70, 75 gì đó. Nhưng mà nay em đâu có bỏ cho lái đâu. Hình như là bán gần nhà, tính làm trang trại để cuối năm rồi tính xong. Thì bây giờ bao nhiêu đây mà sao đủ bán cho anh em lái? Thì đúng rồi. Bao nhiêu đây bán lẻ không đủ à? Đủ nhậu nữa. Bán lẻ đâu có đủ đâu.
Lòng này hồi đó em mua giá được không? Dòng này bao nhiêu ký? Hồi lúc em mua là 70. Một năm 70. Hả, một cái lòng này nè. À, cái lòng này là 220 một cái. 220 một cái. Ờ dạ. Lòng đấy nhỏ à. Hai cái lòng này là 200 một cái. Lòng lái 200 một cái. Lòng này thì nó kẽm kẽm nhỏ thì sẽ mau hơn kẽm lớn thôi. Có dạ. Làm một bộ lòng này mới cho. Bữa nay anh làm lòng tiêu chuẩn anh làm 3 ly hết à? 3 ly hết thì cái lòng nó gần cả 300 à. 300 300 mấy. Con mơ của anh ta. Ừ. Đây, cái máng đó anh gửi lên thì tiền ship nó cao á. Đúng rồi, máng nó to á. Máng to gửi tiền ship nó. Phút đây coi. Ủa cám em làm cái phơi không? Dạ có. Mình phơi để phơi đóng bao đồng cho nó ăn trong vòng tuần 5 ngày. Cám này ít đạm nè. Em thêm ít bột cá vô nữa xíu nữa đây nó. Em cho quá chừng cá chứ. Nhiều đó hả? Sao không em mùi dưới chân vậy? Cũng em hả? Ừ, vậy chắc là anh chắc bị Covid rồi quá. Quá em á. Nhưng mà em thay 50 cái em... Ủa em bảo nguyên hộp bắp cho em thay chứ không phải là em ép. Em đập bởi hộp bắp đó. Cho nên là hộp bắp nó chưa nát hết nè. Nó chưa nát hết là bà Thảo ăn vô bà khó tiêu nè. Chỉ đây giờ 40 nái ra là đẻ không. Gần 40 nái giờ em đang cho phối là 28 nái. Ừ. Được rồi, cố gắng đi. Buổi tối này có ăn trộm gì không cha nội? Dạ không á. Có bà kia bà sao bà nằm queo bà chích rồi sao chứ? À không phải. Thở. Bà nằm bà thở. Con thỏ nó quay lên Facebook cũng vậy. Nó tưởng nó chết lại đâu. Ừ. Mấy bạn bây được cái nái. Ừ, nái to ha. Đó vậy ở trên là nái hết, còn con dưới chân anh là con đực á. Đó. Ờ. Hồi lúc em hỏi anh tại nó bốn nước á. Nó bốn rồi chứ anh nói tắt con đực riêng ra lấy đồ chặn lại á. Ừ. Em bỏ dưới đó. Thôi con cố gắng chăm lên cho nó to chút xíu nữa chứ nó hơi nhỏ vậy là coi như mình khó bán thở con lắm. Đấy là không phải khó nhưng mà cái là ai cũng thích con thỏ nó đẹp, đầu bự rồi nó lông nó to nước. To ừ. Ăn khỏe. Ừ. Thôi đi vô. Thôi con em cũng cho ăn cám rồi đúng không? À, ok. Thôi mình nhắc lại một lần nữa, có anh em nào có cần thỏ thịt hay thỏ con hay thỏ giống gì thì đến xã Ea Leo ở chợ Chư Phả nha. Cách cầu 110 10 cây số nha. Xin chào bà con. À, xin chào bà con nha. Cảm ơn thầy Thỏ Tiền Đô. À, ok. Yeah. Ôi, bạn Trường còn kết hợp nuôi bọ con này là bọ nhung đen nha các bạn. Thì anh em nào cần giống thì liên hệ luôn. Tại vì con này là gọi là bọ nhung là ăn thịt rất nhiều nha. Chứ không phải là nuôi kiển nữa. Vừa nuôi kiển không nói rồi mà vừa ăn thịt nữa. Anh nuôi đây là cái không á, bên đây nữa nè. Thấy chưa? Nhìn cái bà có bầu nè. Bầu quá bự thấy không các bạn? Nhìn như là 3-4 con. Ừ, nhìn cái bụng bầu nó giống như 3-4 con mà thiệt ra đẻ 2 con hả? Đẻ 2 con vậy. Vậy là nó thua con bỏ thường rồi. Yeah. Con bỏ mà bỏ màu á. Là nó đẻ tới có con đẻ 3 con luôn á. Yeah. Bỏ màu có con đẻ 4 con luôn chứ. Ừ. Yeah. Ủa chứ sao con vịt sim nó không cắn con bỏ con ta? Rồi, bạn này giỏi cũng kết hợp nuôi dê nha các bạn. Dê cũng rất nhiều rồi các bạn ơi. Con. 50 con là bao nhiêu cái bao nhiêu được? Tầm 12 13 mẻ. À, hả? Còn lại chắc một đực quá. Một đực. Còn lại. Đây dễ bo luôn rồi chứ bộ lai bo. Bo hết đồ xô. Đồ xô. Đẹp ha. Rồi bà con nào mà có quan tâm thì cứ liên hệ trường mua dê, mua thỏ rồi mua bọ nhung đen rồi nha. Dạ.